Vân Hoa Ca này, Hà Triều và anh Phương đây sẽ trình bày ca khúc Đàn Bà. Khi mà Phương với Triều chọn bài hát này thì thật sự là nó rất là hòa hợp với hai giọng. Trong khi tập luyện thì có những cái khúc mình gặp khó khăn, mình xử lý chưa được tốt đó, thì anh Phương anh cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ. Mặc dù Triều ít nói nhưng mà trong cái tâm hồn của Triều thì là một người em rất là dễ thương. Đứng trong một sân khấu thật sự rất là hoành tráng như vậy, có thể gọi giống như là một cái thánh đường như vậy, thì mình cảm thấy cũng một cái gì đó cảm thấy rất là bối rối. Và hai anh em mục đích đến đây để mang tới một cái tiết mục tốt nhất, đặc sắc nhất cho chương trình. Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mây hẹn gió xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người, tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều, tôi muốn xa nhưng lại gần hơi người yêu. Chẳng sao, ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay, ôi đàn bà là vầng thơ say khúc nhạc chùa cây. Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu.
vầng thơ say khúc nhạc chùa cây. Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, hỡi đàn bà ơi. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời. Cái kết là cái kết. Cái kết này tôi hiểu. Cái kết là có hậu nhất tôi trong cái ca khúc này. Để mời anh. Nguyên bài này tôi thích nhất cái kết. Nguyễn Khang muốn mời anh Ngọc Sơn. Hai em hát này rất là tốt. Người ta nói yêu là khổ, không yêu là lỗ. Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ. À, yêu là chắc chắn rồi, đúng không? Yêu là. Bây giờ tất cả chúng ta nè, yêu nhau rồi nghi kỵ hờn ghen, thương nhau lắm cắn nhau đau, tất nhiên người đàn bà phải cho cái người đàn ông đau khổ cỡ đó để mới hiểu cái giá trị của người đàn bà đem lại sự hạnh phúc. Hai em hát hôm nay giọng mà rất là tốt. Phương thì giọng rất là tốt rồi, giọng Hải Triều là một cái bông hoa lạ, một cái hồng viên ngọc lạ, giọng rất là đẹp. Chẳng lẽ mình nói về ca ngợi đội mình thì kỳ. Tôi thấy tôi rất anh hài lòng với phần trình diễn của các em. Cảm ơn anh. Chanh thấy sao chanh? Anh Sơn khen quá làm sao mình dám nói chanh. Thấy không? Hải Triều có một cái chất giọng rất là đàn ông à. Rất là tình cảm. Chính cái điều đó làm Phương Thanh thích. Nhưng mà có đôi lúc hơi bị lơ là nhịp, cho nên nó chưa hòa quyện được cho đã. Tức là phải gắn kết lại một xíu nữa thì nó sẽ hay hơn. Còn Phương thì hát chắc rồi, bè cũng rất là chắc. Nhưng mà chị muốn Phương có một cái gì đó mới hơn, sáng tạo một cái gì đó mới hơn. Cái đó hoàn toàn là một cái khuôn khổ cũ. Thật sự ra thì hôm nay các bạn đã hay hơn tuần trước rất là nhiều từ những ngày đầu tiên, và tạo một sự an tâm cho huấn luyện viên rất là nhiều. Nhưng mà mỗi tuần ta phải khác, bởi vì là chính cái khác đó sẽ làm cho mình đi đường dài nó sẽ tốt hơn. Chúc mừng các bạn. Thật sự nãy Phương Thanh nhận xét đúng y như là ý của chị. Phải nói là cái chất giọng của Hải Triều á, nó đầm, nó ấm mà nó mạnh, mà nó thiệt sự là rất là thích hợp luôn cái bài hát này luôn. Nhưng mà Hải Triều em hát bị lơi quá, em lơi nhịp nhiều quá. Chị thấy cái cục hơi em nó không có chắc, cho nên những mỗi cái đuôi của em nó bị đuối dần và nó bị yếu dần ở mỗi cái đuôi hát của em. Thế Phương thì nhịp của em chắc rồi đó, tiết chế về phần diễn xuất chút xíu. Đàn ông mình bộc lộ ra thôi, không cần diễn xuất nhiều. Tí xíu rồi chị tưởng em xô ngã luôn con mannequin rồi. Ông giận quá mà chị. Ông giận quá nên ông bộc lộ ra cái cảm xúc thôi. Dạ. Thì đó là sự góp ý của chị đối với hai em qua bài hát này. Quang Dũng cũng đồng quan điểm với chị Phương Thanh và Minh Tuyết. Trước tiên là Hải Triều, bạn phải nên nhớ là khi mà mình hát thì mình phải chia cái chữ làm sao để cho nó phù hợp với cái làn hơi của mình. Hôm nay bạn chia giống như là bạn đang đọc vậy, nó không có liền lạc với nhau. Một điều đáng khen cho bạn Thế Phương là cái phần bè của em rất là tốt. Em hát nhịp rất là tốt, chỉ tiết chế lại cái phần diễn xuất một xíu. Nhưng mà chúc mừng cái phần thi của hai em trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn huấn luyện viên Quang Dũng. Chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay cho hai thí sinh của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai thí sinh trong đội của huấn luyện viên Minh Tuyết. Hãy cùng chào đón trên sân khấu cặp đôi Đức Thành và Trọng Phước. Xin mời. Sau khi được cứu vớt tại vòng ứng biến thì Phước đang cảm thấy là mình cũng đang ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Tại vòng hòa ca, Thành với Phước quyết định chọn ca khúc Yêu Thương Mong Manh. Đây là một ca khúc khá là ý nghĩa, cũng truyền tải được cảm xúc rất là nhiều. Tất cả mọi người ở trong team thường hay bảo anh Thành thì có một cái nét gì đó nó đầm tính hơn một chút xíu. Còn Phước thì nghiêng về một cái khía cạnh khác, hai người giống như là hai cái bản sao hoàn toàn trái ngược nhau.
đã bước trên sàn đấu rồi thì hai anh em cũng chỉ biết là cố gắng thể hiện hết mình, nhưng tất nhiên cũng không thể thiếu đi cái sự kết hợp thật ăn ý để có một cái tiết mục thật là tuyệt vời. Cho dấu mãi.
Rồi, buông nhau ra. Sao đứng lâu vậy? Xong chưa chị? Xong rồi. Em bị ảnh hưởng bởi vòng ứng biến. Ứng biến luôn. nhìn có cảm giác như đám cưới của hai bạn vậy đó. Và thưa quý vị, vừa rồi là Đức Thành và Trọng Phước với Yêu Thương Mong Manh của nhạc sĩ Đức Trí. Thưa quý vị, có một sự trùng hợp là cái ca khúc này đã từng được hai cặp đôi đáng ngưỡng mộ và mong ước của showbiz Việt đã từng thể hiện. Đó chính là cặp đôi của nữ ca sĩ Minh Tuyết và nam ca sĩ Bằng Kiều, và nam ca sĩ Quang Dũng và nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã từng thể hiện. Nên khi mà cặp đôi này đã hát lại ca khúc này thì tôi thấy ở dưới hai người giống như là bắt trúng mạch cảm xúc của mình, lẩm nhẩm theo và lắc lưa đung đưa theo ca khúc này, đúng không ạ? Thế nên Nguyên Khang xin phép được mời một trong hai sẽ đưa ra nhận xét của mình trước ạ. Rất đẹp đôi, rất sáng sân khấu, và hai bộ đồ phải không? Đó là khi gấp cái nhận xét đầu tiên của anh về phần hát. Nếu mà cái người hát bè nhỏ lại chút xíu thì nó sẽ tình cảm hơn nhiều. Cái phần bè em hát lớn quá, nó át cả luôn cái giọng chính. Chỉ góp ý cái phần đó thôi. Nhưng mà hôm nay cái phần song ca này rất là đẹp, rất là ăn ý, và cái kết của cái bài hát và hai người gần nhau và nó là như là tranh vậy đó. Đẹp ơi là đẹp. Xin chúc mừng hai em. Cảm ơn anh. Vâng, và xin mời huấn luyện viên Ngọc Sơn. Anh nghe thưởng thức cái bài này anh thấy thích vô cùng. Những lúc đoạn chuyển âm hai em bắt rất là tốt, đặc biệt là Trọng Phước hả? Trời ơi hay quá. Anh chỉ và em, anh nói em rất hay, bắt về đi. Không ngờ hôm nay em tỏa sáng rất là hay. Giọng cao của em nốt cao rất là đẹp, giọng rất là sắc. Giọng nam Đức Thành ca rất là sắc, rất là đẹp. Hôm nay anh không có một cái lời nào để mà chê hai em hoặc là góp ý thêm về hay hơn nữa. Nhưng mà ý anh nói rằng với riêng cái trái tim của anh á, thì hôm nay các em đã làm rung động trái tim của anh rất là nhiều. Coi như là gửi lời cảm ơn hai em. Thật sự ra chị khen hai tụi em rất là nhiều ngày hôm nay. Phước em đã có một cái sự tỏa sáng. Nó đầm đầm thôi, nhưng mà tới ngày hôm nay là chị hoàn toàn là chị thấy em rất là vững chắc. Còn bây giờ tới Thành, chị khen Thành ở chỗ là vậy nè. Em có một cái sở trường, một cái chất rất là đặc thù riêng của em và rất khó thay đổi. Nhưng mà ngày hôm nay em lại thay đổi, em hát nhạc tình. Và chị phải soi em rất là kỹ để chị coi em hát nhạc tình em có bị cái kia nó lộn xộn qua bên này hay không. Hoàn toàn em làm mất hết. Và cái đó là chị rất là thích. Bởi vì em đã dám buông những cái mà đặc thù riêng của mình đã để thử thách mình trong một cái mới. Và hôm nay hoàn toàn là hai tụi em đã làm cho chị cảm giác là chị phải khen tụi em. Chúc mừng tụi em rất là nhiều. Cảm ơn chị. Xin mời người phụ nữ của lòng tôi, xin mời chị Minh Tuyết. Chị nghĩ là chắc bây giờ hai đứa em hạnh phúc lắm phải không? Không, chưa yêu nhau đâu. Có hạnh phúc chưa? Hạnh phúc được những lời khen không? Dạ hạnh phúc, nhưng mà nếu mà chị khen nữa tụi em hạnh phúc hơn. Trọng Phước, hôm nay em rất là xinh dễ sợ luôn. Từ cái phong cách vừa bước ra đứng sao cho nó đẹp. Nếu phần sau tụi em đẩy cao trào thêm một chút nữa thì bài hát này nó sẽ trở thành vô cùng hoàn chỉnh. Nó sẽ cảm thấy giàu dạt hơn. Cái cao trào khi mình đẩy cái câu, mình chia cái câu, mình đẩy cái giọng của mình đó, nó phải nhiều hơn, nó cuồn cuộn hơn nữa. Giống như là tình yêu lúc đó em nó cuồn cuộn lên thì mãnh như liệt, vậy thì nó mới mãnh liệt hơn, nó mới hoàn thiện được cái bài. Nhưng mà nói chung là tụi em hôm nay làm rất tốt. Chị rất là hãnh diện hai tụi em. Rất tuyệt vời. Các bạn rất là đẹp đôi, và chúng tôi nghĩ là với những lời góp ý của huấn luyện viên, các bạn cố gắng hòa quyện với nhau, sau đó đẩy nhau lên thì chúng ta sẽ lên đến một cái thăng hoa cảm xúc. Xin được cảm ơn Đức Thành và xin được cảm ơn Trọng Phước, và chúc mừng hai bạn đã có một phần trình diễn rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai bạn. Kính thưa quý vị, vòng hoa ca đã mang đến nhiều màu sắc rất tuyệt vời trên chương trình của chúng tôi Ai Sẽ Thành Sao 2017. Hãy đón xem vòng đối đầu sẽ được phát vào tuần sau. Thưa quý vị, chương trình Ai Sẽ Thành Sao 2017 do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với M&T Picture thực hiện. Một lần nữa, Nguyên Khang, Thúy Vân, bốn vị huấn luyện viên và các bạn thí sinh xin kính chào và hẹn gặp lại. Như vậy là vòng hòa ca đã kết thúc. Các thí sinh đã mang đến cho khán giả những cảm xúc tuyệt vời nhất với những màn song ca hoàn toàn chinh phục khán giả. Tuần sau, tại vòng đối đầu, cuộc chiến thực sự sẽ diễn ra.
mỗi đội sẽ phải loại một thí sinh của mình. Chị nghĩ rằng là cái chữ sau đến với em nó không có xa đâu. Không thể làm được gì hơn nữa, cho nên là cô sẽ tạm chia tay con ở đây. Những màn đối đầu nảy lửa, những giọt nước mắt phải chia tay, tất cả sẽ có trong tập 7 vòng đối đầu. Chị mà tìm được cái yếu điểm của tụi em hay là cái sai sót rất là khó. Mất đi một người nào trong vòng này tôi cũng rất là hụt hẫng. Nó mang một cái tinh thần rất là mới mẻ và làm cho mọi người cảm thấy là nó có một sự bừng sáng trong cái bài hát này. Em là ca sĩ hát nhạc quê hương mà không nghe một cái chất gì quê hương trong cái lúc em hát hết á. Thứ cho anh lần đây nữa thôi, hãy đến bên anh lần cuối này thôi. Một người đi trong men say, một người đi trong đất đất. Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 7 vòng đối đầu sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 11 giờ 45 thứ hai ngày 10 tháng 4 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.